cây một cốt lên bông là đã không? Còn đây một số em củ quái rồi. Rồi, kênh Hoa Sứ Tây Ninh xin chào các bạn nha. Rồi, cũng chúc một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha cả nhà. Đó, bữa nay mình quay lại mấy cây sứ con gieo hạt nè, với lại một số cây mà mấy hình như là nay chắc cũng khoảng nửa tháng trước đó, mình có sang chậu cho nó đó. Mình thấy nó cũng phát triển xanh tốt nha, cho nên mình cũng quay chia sẻ lại cho các bạn nào mới bắt đầu chơi sứ mà mình chưa có tìm hiểu được cái cách thức phân thuốc như thế nào để cho cây sứ của mình nó được phát triển xanh tốt nha cả nhà. Đó, thấy đã không? Cây sứ nè, lá nó xanh bóng luôn đó nha. Thì một hồi mình cũng chia sẻ một chút ít kinh nghiệm của mình, các loại thuốc nào mình sử dụng đó, cho các bạn mới chơi mình khỏi phân vân để mình có thể áp dụng cho cây sứ của mình. Đó, nhìn thấy mê không? Nói chung trồng sứ thì nó cũng rất là khó khăn cả nhà, chứ không phải là đơn giản. Đó, như khi mà mình trồng được một cái cây sứ nó lên như vậy nè, nó lên lá xanh tốt như vậy thì mình cảm thấy cũng rất là vui luôn. Cho nên mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn mới chơi để mình có thể áp dụng mình chăm sóc nó dễ dàng hơn. Rồi, trước tiên đến với mấy cái loại phân thuốc, mình quay mấy cây sứ con này mình ngắm cho đỡ buồn nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích hoa sứ thì mình xem một chút cho vui. Cũng lâu rồi mình cũng không có làm video nào chia sẻ, thì bữa nay mình cũng làm một cái video cho mấy anh chị em nào mới chơi mình có thể tìm hiểu, nếu mình cảm thấy phù hợp thì mình áp dụng cho cây sứ nhà mình nha. Đã không? Lá của nó nè, ôi xanh mướt luôn đó nha. Ôi cái cây này nó mập nè. Đã không? Ừ, mê. Chung cây sứ mình trồng thì nó cũng không phải là, nó cũng không phải là nhanh lớn mà cũng không phải là lâu lớn nha cả nhà. Đó. Nếu như cây sứ mà nó phát triển tốt, rễ nó ăn nó phát triển bình thường đó, thì nó rất là nhanh phát triển, nó mới nhanh lớn. Còn cái cây mà nó không phát triển rồi, rễ nó không có hút nước được đó, là mình trồng nó rất là lâu. Có khi mình trồng được cái cây bay cao vậy nè, gieo từ hạt đó, có thể mình trồng cả năm trời nó cũng chưa lên được cỡ này nữa. Mà nó còi cọc lắm chứ không phải là nó được lá xanh tốt như vậy đâu. Cho nên trồng sứ thì nó cũng rất là gian nan cả nhà. Đã, cái luồng bên đây nó tốt đều răng hết trơn luôn. Đã sao đó. Cây nào cái nấy lá dày, bóng. Mấy cái này thì bây giờ nó cũng đang chuẩn bị cho bông hết rồi. Nó đang sắp ra bông hết rồi. Đó, còn cái lô bên đây là hình như nửa tháng trước là mình có sang chậu á. Mình có quay cho các bạn mình xem nè. Lô này nè, là mấy cây con cỡ dưới này nè, cỡ nhỏ nhỏ dưới đây nè, là bắt đầu mình sang qua chậu này. Chậu này chậu C7 á cả nhà, chậu mũ nhựa C7 á. Sang qua cái là nó bắt đầu bây giờ nó bén rễ, là nó phát triển rất là nhanh. Đó. Ủa, cái cây này nó xanh lè xanh lét luôn nè. Đã không? Nhưng mấy cây như vậy là mình phải thường xuyên để mình chăm sóc nha cả nhà. Mình thường xuyên qua ra mình quan sát nó. Nói sao? Mình quan sát để mình bắt sâu giống vậy. Nếu mình không có thời gian bắt sâu là mình để trong vòng 1-2 ngày là con sâu nó ăn coi như là trụi lá hết luôn. Mấy con sâu xanh đó, nó ăn lá dữ lắm. Ở này cái sứ đột biến lá cẩm thạch nè cả nhà. Màu đã không? Cây này cái đọt non nó ra cái đọt màu hồng nhìn đã. Mấy cái mình gieo hạt á thì tỷ lệ nó có những cây đột biến cẩm thạch như vậy cũng rất là nhiều. 100 hạt thì có thể ra được, cũng có thể là có được 5-10 cây cẩm thạch như vậy nè. Nhưng mà mấy cây cẩm thạch như vậy thì sức sống của nó yếu hơn là những cây thường. Nhìn đã. Rồi, sẵn tiện mình chia sẻ một số cái loại phân mình đang sử dụng để cho các bạn mình, nếu tiện thì các bạn mình có thể sử dụng áp dụng cho cây sứ của mình luôn. Nó hiện giờ thì mấy cây con mà mình gieo hạt á, thì hiện tại mình đang sử dụng cái loại phân này nè cả nhà.
nó phân humic, humic Hoa Kỳ. Cái phân này thì nó chung nó rất là tốt cho cây trồng, không phải riêng gì cây sứ nha cả nhà, nó mình có thể áp dụng cho tất cả các loại cây. Đó. Đây nè, thành phần của nó như là giải độc phèn, ngộ độc hữu cơ nè, ra rễ cực mạnh nè, chống ngạn rễ nè. Nó cái này nó giúp cho cái bộ rễ cây sứ nó nhanh phát triển và nó nhanh lên mầm lá nha cả nhà. Loại phân này là rất là tốt luôn. Nhưng mà giá thành thì nó hơi cao một chút. Cái bịch này 1 kg hình như nó 100 ngàn hay là trên 100 ngàn gì đó cả nhà. Nhưng mà thí dụ mình trồng số lượng ít thì mình mua một bịch về xài cũng rất là lâu nha. Tại vì mình dùng 1 kg như vậy nè. Khi mà mình pha tưới thì khoảng chừng mình pha chừng một muỗng ăn cơm á, mình múc một muỗng ăn cơm á cho một thùng nước, thùng B 16 lít nước á cả nhà, mình pha vô mình phấy đều ra, bắt đầu tưới vô cây, tưới gốc, mình tưới cho nó. Ví dụ mình pha nước tưới thì nửa tháng mình tưới cho nó một lần, cứ nửa tháng mình tưới một lần. Rất là tiện luôn. Còn nói chung cây sứ thì rất là nhiều loại phân chứ không phải là bắt buộc phải dùng loại phân giống mình như cả nhà. Có rất là nhiều luôn, mình có thể áp dụng mình dùng những cái loại phân mà mình đang sử dụng hoặc là những cái mà mình có thì mình sử dụng cũng được. Phân chuồng, phân gì cũng được. Phân chuồng, phân gà rồi đó. Mấy cái phân đã qua xử lý rồi mình áp dụng mình trồng. Rất là tốt luôn, phân bò quay mục rồi đó. Còn không mình mua phân hữu cơ, phân dynamite rồi cũng được. Dynamite về mình ngâm với nước rồi mình tưới nó cũng rất là tốt luôn. Nó dễ dàng hơn, nó rẻ, giá thành nó rẻ hơn cái loại phân này nhiều. Phân này nó giúp cho cây nó nhanh phát triển bộ rễ, nó mầm lá nó nhanh vượt lên. Còn mình muốn cho cái lá cây sứ của mình nó được xanh bóng, nó xanh tốt á, cả nhà mình thấy cái lá sứ mà nó xanh mà nó bóng luôn á, thì mình có thể áp dụng mình dùng chung cái loại thuốc này nè. Cái này là rót 2 nha cả nhà. Rót 2 thì mình có thể pha chung với lại cái loại phân này nè, khi mà mình tưới phân á, mình pha chung cho nó. Thì lâu lâu mình tưới pha chung một lần thôi chứ mình không phải là tưới pha thường xuyên như tưới phân nha cả nhà. Lâu lâu thôi, chừng vài tháng mình tưới một lần thôi. Vài tháng mình hãy pha cái loại rót 2 này vô. Thì rót 2 này cái tỷ lệ pha của nó là nó trong đây nó có để là 16 ml cho 16 lít nước. Thì mình trong đây nó để như vậy, nhưng mình thường thì đối với cây sứ thì mình không nên, mình dùng cho tỷ lệ cho nó ít hơn một chút. Ít hơn trong những cái trong đây nó chỉ dẫn nha. Thì nó sẽ tốt hơn, mình không nên pha liều lượng nó cao quá, liều lượng cho nó hạn chế là nó ít lại một chút. Ở đây nó để là 16 ml cho 16 lít nước. Thì mình có thể pha chung với phân này nè. Dù 2-3 tháng là mình pha chung với nó một lần mình tưới. Thì bộ lá của cây sứ nó rất là xanh tốt luôn. Nó xanh bóng luôn nha. Nhìn rất là đẹp. Còn đây trường hợp mình chia sẻ cái loại thuốc. Loại thuốc này cho các bạn mình sử dụng trong cái dịp Tết này luôn nè. Tại cái loại thuốc này nó rất là hữu hiệu, nó rất là tốt. Tại nó những cái bệnh trong đây nó phòng ngừa những cái bệnh tháng thư nè, bệnh rỉ sắt rồi đó, những cái bệnh mà thường gặp trên cây sứ thì mình có thể mua cái loại thuốc này nè, dithan nè. Dithan. Thuốc này mình dùng cho cây sứ cũng rất là tốt luôn, tại nó vừa trị bệnh mà nó có thể phòng ngừa những cái bệnh tác hại, nấm bệnh gây hại cho cây sứ của mình luôn. Dithan này rất là tốt. Đặc biệt một cái nữa là cái mùa này nè cả nhà, mùa này thì cây sứ mình đang làm bông Tết á, thì khi mà bông nó bây giờ nó đã có nụ hay là nó đang có bông gì nữa thì mình cũng có thể phun cái loại thuốc này lên. Phun lên nụ hoa của luôn, không sao, bảo đảm không sao. Thì cái này nó cũng rất là hiệu quả luôn. Thì cả nhà mình trồng số lượng ít thì mình mua cái bịch nhỏ thôi, bịch khoảng 250g á. Còn cái bịch này thấp 1 kg là mình mua cái bịch nhỏ thôi, mình sử dụng không nên mua cái loại nhiều quá. Còn cái này thí dụ công dụng của nó, cái cách pha chế là mình có thể lấy cái muỗng cà phê á, muỗng uống cà phê nhà mình á, mình múc một muỗng đó, mình pha cho một bình 2 lít nước, một muỗng lưng thôi nha, đừng đầy quá, một muỗng cho một bình 2 lít nước rồi bắt đầu mình phun ướt đều lên tàn lá hết luôn, mình phun đều lên tàn nhánh cây hết luôn nè, để cho nó phòng ngừa và bảo vệ, nó có thể trừ những cái nấm bệnh gây hại cho hết, nó rất là hiệu quả. Thì nếu cả nhà mình cảm thấy nó hợp với mình thì mình sử dụng, còn cả nhà mình có loại phân thuốc gì mình dùng nó tốt rồi thì mình cứ vẫn tiếp tục mình dùng.
không nhất thiết là phải dùng giống mình nha cả nhà. Nói chung mỗi chỗ mỗi cách, mỗi cách thức dùng khác nhau, không chỗ nào giống nhau đâu. Mình nhiều khi cây trồng của mình nó không phù hợp thì mình dùng cái loại thuốc khác nó sẽ tốt hơn. Rồi các bạn nào mà mới xem kênh của mình, nếu cảm thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để khi mình đăng video nào mới lên thì nó sẽ thông báo cho các bạn mình cùng xem nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn. Rồi cũng kính, cũng nhân dịp cuối năm rồi, sắp Tết thì mình cũng kính chúc toàn thể các bạn và anh chị mình một năm mới thật là nhiều sức khỏe nha, đặc biệt là phải thành công trong cuộc sống hết nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã nhín chút ít thời gian để xem video nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại lần sau nha cả nhà.